Xin chào các bạn lại quay trở lại với channel giải trí tổng hợp của mình Đây là một video giải thích về cái tính năng hội viên Nếu như bậc bạn nào đã từng tham gia bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào thì chắc có lẽ đã không có xa lạ gì rồi Mà đây thì mình sẽ giải thích thật là tường tận cho các bạn về cái vấn đề hội viên như sau Các bạn cứ cố gắng nghe hết những cái này thì các bạn sẽ hiểu cái vấn đề tại sao phải có hội viên và hội viên nó là cái gì thôi về cái tính năng hội viên đây là một cái tính năng mà YouTube nó bắt đầu gần đây bắt đầu nó tung tung ra để mà gọi là cố gắng giúp cái người gọi là sáng tạo thì gia tăng thêm thu nhập và như các bạn đã biết là thì ở đây là cái nền tảng mình đã thực hiện trên nền tảng của YouTube thì đương nhiên là phải theo cái xu hướng của bên YouTube nó muốn như các bạn đã biết rằng hiện nay thì hầu như là nó nó muốn hướng những người sáng tạo như mình sẽ tạo ra hội hội viên và đưa các bạn vào hội viên để mà có những cái bạn khán giả trung thành nhiều bạn thì nói bảo, bảo nói rằng là anh có thể cứ để nguyên như vậy cũng được không sao không cần hội viên và cũng thực ra là cái lượt xem ở ngoài thì nó đủ rồi nhưng mà ở đây các bạn phải hiểu rằng đây là tính năng của YouTube đưa ra và đương nhiên nó muốn hướng những người sáng tạo mình phải mở tính năng hội viên này và để tạo thêm thu nhập cho YouTube nên là cái tiếp theo cái quá trình tiếp theo đây thì YouTube gần như nó sẽ bóp rết có nghĩa là các bạn hiểu như là cái tính năng nhưng mà ở bên Facebook nếu bạn hàng là bạn nào bán hàng online thì bạn biết là YouTube nó bắt đầu bóp rate có nghĩa là ví dụ như cái video mình đăng lên ngày ngày xưa khi mà tính năng hội viên chưa ra thì một video nó gần như nó lúc nào cũng đề xuất những bạn khi bạn đăng ký nó sẽ đề xuất liên tục đề xuất những người đã xem những người chưa xem hoặc như thế nào đó nó đề xuất rất cao nhưng mà bây giờ để mà nó muốn ép những người sáng tạo mở tính năng hội viên ra thì nó sẽ bóp rate, có nghĩa là nó sẽ giảm cái đề đề xuất đi để mà để giảm cái doanh thu của người sáng tạo và buộc lòng người sáng tạo phải kiếm một cái cách khác đương nhiên là buộc lòng phải tìm đến tính năng hội viên và và khi đã mở tính năng hội viên ra thì phải cố gắng làm sao mà phục vụ khá giả tốt hơn này đấy tạo những vì chất lượng hơn và tạo được đặc quyền cho hội viên đó là cái xu hướng hiện nay mình muốn giải thích với bạn như vậy một điều thứ hai ở đây chúng ta sẽ nói đến quyền lợi của hội viên quyền lợi hội viên là gì quyền lợi hội viên ở bên kênh giải trí tổng hợp của mình thứ nhất là nó sẽ không có mình sẽ không đưa tất cả các video vào hội viên đâu cái quyền lợi đầu ở đây có những cái quyền lợi như sau mình nói cái quyền lợi đầu tiên của hội viên này thứ nhất là các bạn có thể mình thấy đa phần những bạn mà hay thắc mắc này nọ các bạn có thể thứ nhất hội viên có quyền đặt câu hỏi ở trên dòng cộng đồng khi mà mình đưa ra những cái bài cộng đồng thì bạn đặt hỏi và mình sẽ gom những cái thắc mắc của bạn mình làm thành một video đó là cái đặc quyền thứ 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 nhất À mình sẽ giải thích luôn với đặc quyền này Như các bạn đã biết là có khá nhiều các bạn thắc mắc về những cái kiến thức thần thoại tiên hiệp Hay là tam quốc diễn nghĩa, thủy hử vân vân Thì uh, như các bạn biết thì cứ 3 ngày mình sẽ làm một cái video giải thích Nhưng khi mà mình chưa ra cái tính năng hội viên này Hầu như những cái bạn mà gọi là những cái bạn mà đã có như rảnh rỗi thời gian ấy bạn hoặc là bạn nắm được cái thời gian là cứ 3 ngày cứ 3 video mình ra một lần các bạn canh thời gian cứ đến 5 giờ bạn canh mình vừa ra là bạn hỏi 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 luôn. Và trong khoảng 2 tiếng sau thì mình sẽ làm ngay. Mình mình chọn những cái cái câu trả lời từ khoảng 2 tiếng đó thì mình làm thôi. Dẫn đến một số bạn rất là tâm rất là tâm huyết, rất là có những nhiều thắc mắc mà các bạn muốn hỏi thì các bạn khi mà các bạn thấy cái dòng cộng đồng đó thì hầu như là mình đã làm xong cái video giải thích rồi nên các bạn không còn cơ hội đó nữa. Ở đây thì mình sẽ ra cái tính năng này để những bạn nào thực sự muốn các bạn sẽ đăng ký vào hội viên để các bạn được quyền đặt những câu hỏi như vậy và mình sẽ gom lại làm một video. đương nhiên đó chỉ là một đặc quyền thứ nhất của viên thôi. Đặc quyền thứ hai là các bạn có thể yêu cầu những cái video nào mà các bạn muốn mình làm đề tài đó thì mình sẽ làm nếu như mình có kiến thức về cái video đó. Mà đa phần những cái liên quan thần thoại tiên hiệp là hầu như là mình có thể biên soạn và làm cho các bạn được. Ở đây không biết các bạn uh, nhận xét và đánh giá như thế nào nhưng mà mình khẳng định với các bạn rằng ở trên YouTube Việt Nam hiện nay những cái video về thần thoại của Trung Quốc này ở Tam Quốc diễn nghĩa những cái video lịch sử hay là Kim Dung từ từ mấy cái đó thì không chưa mình chưa phân tích nhiều nên là mình ở đây chưa có thể nói cho các bạn được nhưng mà các bạn thấy riêng về thần thoại này thì đặc biệt về thần thoại của châu Á Trung Hoa Nhật Bản Hàn Quốc gì đó từ từ mình sẽ làm hết mình khẳng định các bạn là rằng kênh của mình là gần như là đầy đủ hết tất cả và có những kiến thức các bạn không thể tìm ở đâu ra được cái đó là mình chắc chắn và kể cả người Trung Quốc những cái như sơn hải kinh hay đồ kể cả người trung quốc họ tìm cũng khó chứ không phải là 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 kể cả người việt nam, việt nam mình đó là cái đặc quyền thứ hai cái đặc quyền thứ ba mà các bạn nhận được có nghĩa là sắp tới đây nếu mà khi mà hội viên mà đông đông rồi và mình sẽ kéo một số bạn hội viên quay lại hội viên mà những cái bạn mà ngày xưa mà thích nghe mình đọc truyện đấy thì mình sẽ cố gắng khi mà hội viên đông đông mình sẽ cố gắng đọc riêng một tựa truyện audio cho các bạn hội viên đương nhiên là không phải có có phải chuyện tôi ngộ không hay không thì mình dám không dám chắc bởi vì chuyện tôi ngộ không bây giờ để mà kiếm một cái câu chuyện nào nó vượt qua cái bóng của hắc ám tây du thì nó quá khó ngày xưa có một bộ chuyện mà gọi là âm mưu tây du ký nó cũng khá là hay nhưng cái bộ chuyện đó nó đã phá tôn giáo quá mức nhiều người nhắn tin cho mình quá mình buộc phải ngừng theo ý kiến của số đông và cũng không phải số đông thì mình không dám làm những cái cái tự 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 chuyện nó như vậy nữa rồi đó là ba đặc quyền của bạn thứ nhất này các bạn có thể quyền được đặt câu hỏi và mình sẽ giải đáp cho các bạn thứ hai các bạn có quyền yêu cầu video nếu mình có kiến thức mình sẽ làm nhưng đa phần chắc chắn mình sẽ gần như là sẽ làm được cho các bạn và cái thứ ba là mình sẽ có thể là khi mà đông hội viên mình sẽ ra mình sẽ đọc riêng một tựa truyện dành cho các bạn hội hội viên còn lại tất cả những video khác bình thường các bạn không phải hội viên thì các bạn không cần quan quan tâm đến có làm gì thì mình cứ một ngày cứ một đến hai ngày thì mình đa phần là một ngày thì mình sẽ ra một cái video bình thường và không liên quan đến hội viên cả đó là những cái hội viên đặc quyền của hội của hội hội viên và những bạn nào tham gia hội viên thì những cái comment của bạn thì đương nhiên mình sẽ cố gắng trả lời hết cho bạn và các bạn muốn mà kết bạn Facebook hay là muốn hỏi thông tin gì đương nhiên mình sẽ cố gắng đáp ứng cho các bạn đó Ok có lẽ là mình đã giới thiệu xong về cái vấn đề hội viên rồi các bạn hiểu rằng cái hội viên nói là xu hướng của YouTube và mình buộc phải mở ra thôi là xu hướng rồi nó sẽ bóp rết nó sẽ một khi nó tính năng nó mở nó sẽ hướng người dùng là những người sáng tạo như mình Phải cố gắng làm sao để thực hiện cái tính năng đó Ví dụ sau này buộc lòng có thể là mình còn phải ra thêm cái super chat nữa Đương nhiên là nó có lợi cho mình và có lợi cho các bạn Và các bạn thấy rằng có nghĩa là ở đây hội viên Một số người thì cứ hay nói này nói nọ Nhưng mà các bạn biết rằng khi bạn vào hội viên thì bạn có được đặc quyền gì Thì bạn mới tham gia Còn nếu mà khi các bạn cảm thấy đặc quyền của bạn không còn Và các bạn... Đấy, nói chung đặc quyền của bạn không còn Thì bạn có thể hủy tham gia và cái mức tham tham gia đây nó cũng không có gì cao siêu cả Một ngàn một ngày đương nhiên nó khoảng 30.000 một tháng Và cái hình, hình thức đa, đăng ký hội viên thì phải có Visa và Mastercard Visa và Mastercard thì đăng ký không hề khó Thì bạn có thể ra ngân hàng bạn đăng đăng ký như AABC như là 5 phút là xong Đấy còn nếu bạn nào không thích thì bạn có thể sử dụng cái app Viettel Pay nếu bạn nào ở bên uh, bên ấy rồi. App Viettel Pay á thì áp uh, app Viettel Pay các bạn tải về và các bạn đăng ký định danh ở trên cửa hàng cửa hàng Viettel và các bạn sử dụng cái đó các bạn đăng ký thôi các bạn đăng đăng ký thẻ ảo ở đây mình để cái mức giá thấp nhất là 30.000 một tháng các bạn cứ dùng cái mức giá được rồi và mức giá tiếp theo là mức giá 50.000 các bạn cũng có thể coi như đây là một hình thức donate cho mình cũng không sao cả nhưng mà hình thức vừa donate và bạn có vừa có những cái đặc quyền của riêng các bạn Ok các video tiếp theo hay gì đó thì mình sẽ cố gắng gọi là giải thích cho các bạn đăng ký hội viên như thế nào hay là uh, như thế nào cho nó dễ hơn một chút bởi vì ở bên cái kênh lãng tâm kiếm hào nó hơi có một chút lùm xùm và khó khăn cho hội 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 viên một tí nhưng mà cái chuyện mà buộc phải có visa mastercard thôi cái này là cái xu hướng của thế giới mới bây giờ buộc lòng các bạn phải có thôi năm nay không có thì năm sau và năm sau nữa các bạn không có thì con cháu các bạn cũng phải có bởi vì nó là phương thức thanh toán quốc tế buộc lòng chúng ta phải có thôi sau này chúng ta mua hàng amazon thanh toán hay là booking hay gì chúng ta đều phải có cái visa mastercard các bạn đừng nghĩ nó là nó cao siêu nó thể dụng nó không có gì cao siêu cả các bạn ra đăng ký như thẻ atm mình nói là đăng ký nó dễ như thẻ atm thôi có thể là dễ hơn nhưng nó không phải thẻ atm nhá thẻ này nó sẽ khi bạn đăng ký nó sẽ cung cấp cho bạn ba thông số thứ nhất là 16 số 16 số thẻ 16 số và ngày tháng năm hết hạn và tiếp theo là số cvc cũng như là cái mã bảo mật đấy Ok, các bạn sẽ dùng cái đó bạn nhấn muốn tham gia trên kênh mình Và các bạn nhập cái số đó vào xong Các bạn chọn cái mức độ tham gia Các bạn có thể là chọn mức, mình để hai mức thôi Một mức là 30, 30.000 Việt Nam đồng và một mức 50.000 Việt Nam đồng Ok, có lẽ là mình đã giải thích sơ qua cho các bạn rồi Thì mình sẽ cố gắng làm những cái video nó nó, nó dễ dàng hơn để giải thích cho bạn về vấn đề này sau Và đương nhiên rằng từ nay Mình có thể khẳng định với bạn rằng từ nay tất cả những cái câu hỏi mà đặt trên dòng cộng đồng sẽ chỉ dành cho hội viên đó là hiện tại bây giờ là chắc chắn là sẽ như thế ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn